chào tất cả mọi người. Hiện nay mình chào các bạn tại xưởng sản xuất mô hình trung thu của chị nhiếp ảnh Quang Minh. Ngày hôm nay cũng là một chiều cũng mưa nhỏ, mình đang có mặt ở đây để review cho mọi người xem về cái mô hình trong năm nay như thế nào. Ở phía sau mình đây là chú khỉ đi xe đạp, được mô phỏng theo chú khỉ xiếc ở trong những cái rạp xiếc nha mọi người nhé. Một lát nữa mình sẽ quay vào trong kia để chi tiết về chú khỉ như thế nào. Cái bộ phận trần thân hình của chú khỉ nó chưa hoàn thiện. Một lát nữa thì mình sẽ quay cho mọi người xem những cái phần chi tiết thì nghệ sĩ sẽ làm tiếp như thế nào nhé. Đây mọi người nhá, nhìn nhá. Đây là chưa hoàn thiện đâu. Đây là chú khỉ mô phỏng theo chú khỉ siếc khỉ đây. Mà cậu bé này rất là nhỏ thôi. Cậu bé này chắc năm nay đang học lớp mấy thôi. Cậu bé chỉ ba lô đeo đằng sau này. Đấy. Đây là trên đầu nhá. Bây giờ mình sẽ quay xuống dưới cái chân. Đây mọi người nhìn nhá, chuyển động của chú khỉ đạp xe và bánh xe chuyển động hoàn toàn nhá. Quay nghiêng như thế này thì mọi người sẽ biết được chuyển động của chú khỉ đầu gật gù. Cũng lưu ý mọi người xem video là đây là mô hình chưa hoàn thiện nhá mọi người nhá. Đây là chưa hoàn thiện cho nên có những cái gì chưa hoàn thiện mọi người hết sức thông cảm. Vừa rồi là bật đèn điện cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ là tắt hết đi rồi. Và cũng tắt cả chuyển động rồi nhé mọi người nhé. Đây mình sẽ đưa máy từ bên này sang bên này. Mọi người thấy cái tay lái này như thế nào, có đẹp không ạ? Có giống như chiếc xe của 3 beta không? Rất giống nhá. Đấy, hoàn thiện thì sẽ có tay nắm, tay nước, các thứ vào đầy đủ nhé mọi người nhé. Mọi người xem mặt chú khỉ nhí này có ngủ vĩnh không nào. Áo rất là đẹp đây này. Đó nha, quay này, lên trên cao quay xuống này, tay nắm ghi đông nhá. Xe cũng có giỏ luôn cho mọi người nhá, giỏ xe luôn nhá. Đây đâu chưa hoàn thiện đâu. Để giới thiệu mọi người đây, nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Minh, họa sĩ và cũng có thể nói là một nghệ nhân ok luôn. Nghệ sĩ từ thiết kế cho đến hình họa, cho đến khi dựng mô hình, cho đến khi hoàn thiện nhé mọi người nhé. Đây là trực tiếp nghệ sĩ Quang Minh đang làm cắt giấy và đi dán phần đầu của chú khỉ. Mình đứng cận quá, cái góc nó hơi méo một chút, mọi người hết sức thông cảm nhé. Đây rồi, ok đây rồi. Video chú khỉ đi xe đạp này thì hiện nay là chưa thể hoàn chỉnh được, cho nên mình sẽ quay một phần nào thôi. Cũng mọi người quan tâm thì chú ý theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Đây là chưa hoàn thiện mọi người nhé, lưu ý là chưa hoàn thiện. Chú khỉ rất ngộ nghĩnh nhé. Xin hỏi nghệ sĩ Quang Minh, nghệ sĩ Quang Minh làm chú khỉ này là có biết, cho biết là chú khỉ này bao tuổi không ạ? Chú này đang học trò nhưng mà khoảng học lớp mấy ạ? Sinh tiểu học. Chắc là phải thiếu khăn quàng nữa đúng không? Có khăn quàng đeo cổ đúng rồi. Vâng. Rất là vui. Làm xe thì có giỏ quàng. Rồi ok ạ. Đây là chú khỉ học sinh tiểu học. Trong thời gian tới thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng chú khỉ này ra đường nhé mọi người nhé. Hy vọng được mọi người đón nhận nhiều hơn và cổ vũ cho chú khỉ tốt hơn để chú học tập tốt hơn nhé. Thì mình đến đây để quay video về chú khỉ cho mọi người xem. Vì hôm trước mình đã làm cái video chưa đầy đủ và hôm nay cũng thế thôi. Nhưng mà hôm nay cái mô hình nó đang hoàn thiện dần lên. Video này mình cũng tạm dừng ở đây thôi. Để mong muốn là sao mọi người khán giả đón chờ một cái video tiếp theo khi chú khỉ được hoàn thiện và khi được đưa ra ngoài đường để cho mọi người chiêm ngưỡng nhé. Và bây giờ xin nói lời tạm biệt, hẹn video tiếp theo. Xin chào.